Hello mọi người nha, chào mừng mọi người đến với video tiếp theo của em ha. Thì cũng khá là lâu rồi em không có quay video chia sẻ cho mọi người xem cái xưởng của em như thế nào ha. Thì hôm trước á, thì lúc mà em xẻ gỗ á, thì cũng có một vài anh em kêu em khi nào mà làm xong cái bộ cửa bằng cái gõ này á, thì quay lại cho anh em xem tham khảo á. Nhưng mà hôm nay á, thì em chưa có làm xong. Này thì em đem đi gáp ở nhà của khách rồi, nhưng mà vì do trời mưa quá cho nên em gỡ về nhà em làm ở nhà. Và hôm nay em quay video này cũng mục đích trả lời cho những anh em dạo gần đây hỏi Linh tại sao ít ra video, không còn làm nữa gì mà không thấy ra video. Thứ nhất là bên máy chạm nè, không có chia sẻ về bên máy chạm, với lại là không có quay bên làm mộc nữa. Thì hôm nay Linh quay chia sẻ cho mọi người xem á. Thì công việc của Linh như thế này ha. Thì cái bộ này là cái bộ cửa gõ, quay cho anh em xem tham khảo ha. Cái này thì Linh chỉ mới lót là hai nước thôi mọi người. Thì lúc đầu tiên lúc mà Linh chuẩn bị đi gáp á, thì Linh lót một nước rồi, thì tầm cỡ khoảng 2 tuần thì khi mà Linh sơn á, thì mà do hổng gà trời bão quá trời không có làm ở nhà người ta được cho nên Linh gỡ đem về nhà. Thì video này Linh xin trả lời với tất cả mọi người luôn ha. Thì khi nào á, mà Linh ra video đều đều hết á, thì tất nhiên là lúc đó là Linh ít việc cho nên Linh có thời gian quay video chia sẻ cho mọi người xem. Còn khi nào mà Linh bận nhiều việc quá thì Linh ít có ra video, cho nên nó ngược lại cái ý của mọi người ha. Thì như anh em hỏi Linh á, bộ không có làm hay gì ra video không ra video, cho nên thật sự vậy là không phải. Thì cũng có rất nhiều anh em yêu cầu Linh quay video nhưng mà cũng có nhiều việc lắm cho nên Linh không có quay được. Cái thứ nhất là công việc nó nhiều, với lại cha mẹ Linh cũng đã già rồi, thì nói chung là sức khỏe cũng hơi yếu cho nên Linh cũng không có tâm trạng để mà quay video nữa. Thì hôm nay Linh chỉ quay sơ sơ cho mọi người xem thôi. Thì từ đây sắp tới thì công việc Linh nó cũng ổn ổn rồi, mấy bộ cửa cũng gần xong rồi, Linh sẽ quay chia sẻ cho mọi người xem. Ở đây Linh có mấy cái bàn nguyên khối chuẩn bị làm cho khách nè. Khi nào làm thì Linh sẽ quay chia sẻ cho mọi người xem ha. Với lại xong mấy bộ cửa này thì Linh sẽ quay qua làm ghế nữa nha mọi người. Làm ghế đống cây các kiểu. Thì hôm trước có mấy anh em kêu Linh khi nào mà đánh ba cái chủ ghế này nữa quay chia sẻ cho mọi người xem á. Thì khi nào mà đánh á, Linh sẽ quay chi tiết cho mọi người xem ha. Thì Linh chỉ chia sẻ một vài thông tin về cho mọi người biết thôi. Thì anh em nào mới xem kênh của Linh á, thì đăng ký kênh để xem những video tiếp theo của Linh ha. Thì nếu mà anh em nào theo dõi kênh của Linh của lâu rồi á, khi mà Linh ra video quá mọi người xem video nhớ ủng hộ Linh một like ha. Tại vì view của Linh nói chung cũng cũng khá khá, nhưng mà khi mà anh em xem á, anh em không có bấm nút like cho nên lên cho nên là cái kênh của Linh nó không có phát triển gì mấy. Thì nhờ mọi người giúp đỡ Linh một nút like ha. Cái này là mấy cái chám chám lam nghe mọi người. Cái này mấy cái lam. Thì lý do mà hổng gài Linh không có chia sẻ về cái máy chạm á, là do cái máy tính làm file của Linh nó bị hư, Linh gửi đi sửa cho nên chưa có lấy được nữa. Nhưng mà hôm nay Linh điện cho cái chỗ sửa thì người ta nói là cái máy đã sửa hết được rồi, cho nên Linh phải kiếm tiền mua cái máy mới cho nên không có chia sẻ về cái máy nữa. Mấy cái chám này thì Linh cũng nhờ mấy người bạn mà Linh lúc
trước Linh giúp đỡ người ta. Thì khi mà Linh máy Linh hư, Linh nhờ người ta làm file lại. Linh chạy không gài, chứ thật sự không gài Linh không có cái máy tính này làm file luôn. Còn cái này thì Linh làm trước à. Ừ, sẵn đây thì Linh chia sẻ cái kích thước cái cửa này luôn cho mọi người xem ha. Thì mấy cái cánh này nè, ở đây là hai bộ, là mỗi một bộ bốn cánh. À, bên nhà lớn đó, người ta thì bốn cánh to, bốn cánh này là bề ngang tới 3,7 m, là cánh cao 2,9 m, là đố dày 4,5 phân, chám 3,5 phân. Thì mọi người xem tham khảo ha. Thì trong một cái nhà này nó tới ba bộ cửa lớn này nè, ba bộ cửa lớn với là cửa phòng rồi cửa sổ, cửa nhà vệ sinh. Thì nói chung là hầu như là cái ngôi nhà là full gỗ hết. Thì cái này là người ta đem gỗ lại cho Linh làm ha. Nhưng thật sự thì cái này là người ta đem gỗ lại cho Linh làm ha. Thì lúc trước có nhiều anh kêu Linh nó nhập gỗ Nam Phi về làm á, nhưng mà Linh thật sự là Linh không có vốn để mà nhập gỗ đâu mọi người. Mọi người thấy Linh làm như vậy chứ thật sự là nhiều thứ phải chi tiêu lắm. Nói ra thì không phải than với mọi người, nhưng mà thật sự cuộc sống mình phải cố gắng. Thì Linh cũng muốn mình làm cho nó càng ngày càng mở rộng, nhưng mà thật sự khả năng không tới, cho nên cũng còn đang cố gắng thôi. Thì mong rằng Linh làm video này mọi người xem và chia sẻ để ủng hộ kênh của Linh phát triển. Khi mà kênh có tiền nhiều thì Linh sẽ đầu tư máy móc hoặc là gỗ này nọ làm cho mọi người xem ha. Thì kể từ hôm nay Linh sẽ cố gắng quay video đều đều lại. Thì anh em nào xem video á, có yêu cầu Linh làm cái video này thì cái video nào á thì cứ để lại bình luận bên dưới ha. Và nhớ là cho Linh một like để ủng hộ Linh ha. Rồi Linh xin hẹn mọi người trong video tiếp theo ha.